SUV gia đình tốt nhất Kia Telluride 2021. Tại sao bạn nên mua cái này? Có chỗ cho mọi người và mọi thứ, bao gồm nhiều thiết bị, nhưng cảm giác không giống như lái một con cá voi của một chiếc SUV. Nó dành cho ai? Những gia đình thích đưa cả băng nhóm đi cùng. Đó là một chiếc SUV hạng trung với 3 hàng ghế ngồi rất rộng rãi. Và nó thậm chí còn cung cấp đủ chỗ ở hàng ghế thứ 3 cho người lớn trong những chuyến đi ngắn ngày. Nó có nhiều không gian chở hàng hơn hầu hết các xe SUV cùng hạng, ngay cả với tất cả các ghế được sử dụng nhờ kích thước rộng rãi của nó. Động cơ của Telluride đủ mạnh cho hầu hết các nhiệm vụ mà không bị giật. Mặc dù bạn sẽ khó mong đợi có thể chạy được từ một chiếc xe lớn như thế này. Tiết kiệm nhiên liệu là tốt cho một chiếc SUV hạng trung, với 23 mpg kết hợp 20 thành phố, 26 đường cao tốc. Công nghệ là nơi Telluride tỏa sáng. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm Android Auto và Apple CarPlay. Cổng USB có sẵn cho cả 3 hàng. Các nâng cấp bao gồm Driver Talk. Tính năng này sẽ gửi giọng nói của người lái xe đến loa phía sau và chế độ yên lặng, hạn chế đầu ra loa ở phía trước để bạn có thể vui đùa sau khi bọn trẻ ngủ say. Mỗi Telluride đều có một menu đầy đủ các công nghệ an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo cho phép bạn biết có an toàn khi mở cửa xe trên một con phố đông đúc. Đó là một chiếc Kia, vì vậy bạn biết nó sẽ đáng tin cậy trong nhiều năm tới. SUV gia đình nhỏ gọn tốt nhất Toyota AV4 2021. Tại sao bạn nên mua cái này? Nó cung cấp công nghệ an toàn tiên tiến và tiết kiệm xăng tuyệt vời với một mức giá phải chăng. Dành cho ai? Các gia đình sống ở thành phố, những người cần nhiều không gian nội thất và vừa với một chỗ đậu xe. Không phải gia đình nào cũng cần chở một nửa đội bóng đá. Và một số gia đình thích ngồi vào chỗ đậu xe mà không chửi thề hoặc để lại vết sơn trên những chiếc xe khác. Những gia đình này sẽ thích Toyota AV4 2021. Chiếc SUV nhỏ gọn này đã xuất hiện từ cuối những năm 1990, nhưng nó không còn kỳ quặc như trước nữa. Toyota dần dần đẩy nó trở thành dòng xe phổ thông. Và nó đã đưa hàng nghìn tài xế vào cuộc bằng cách làm như vậy. AAV4 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời cho phân khúc. Nó đạt tối đa 28 mpg trong thành phố, 35 mpg trên đường cao tốc và 40 mpg kết hợp khi nó không chạy bằng điện, mặc dù Toyota cung cấp hai mô hình hybrid xăng điện. Trong khi nó nhỏ gọn hợp lý, AAV4 cung cấp không gian cốp 37,5 feet khối như một chiếc 5 chỗ và 69,8 feet khối với hàng ghế sau gập phẳng, đủ để chạy đến cửa hàng kim khí. Mọi AAV4 bất kể giá cả hay hệ thống truyền động đều đi kèm với Toyota Safety Sense PTSSP, đi kèm với các công cụ hỗ trợ lái xe như hệ thống phát hiện va chạm trước với người đi bộ, hệ thống cảnh báo trạch làn đường, đèn chiếu xa tự động và kiểm soát hành trình động. SUV gia đình chạy điện tốt nhất Audi e-tron 2021. Tại sao bạn nên mua sản phẩm này? Bạn muốn công nghệ xe điện tiên tiến từ một thương hiệu mà bạn biết. Nó dành cho ai? Những người hâm mộ SUV hạng sang thích sạc để đổ xăng. Bạn sẽ không tìm thấy nhiều lựa chọn rẻ tiền và có sẵn rộng rãi ngoài kia chưa? Các ứng cử viên hàng đầu vào năm 2020 có nội thất rộng rãi và pin tầm xa. Nhưng chúng cũng có thẻ giá trên 60.000 đô la. Điều đó đúng với lựa chọn của chúng tôi, Audi e-tron 2020. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV chạy điện cho gia đình, có lẽ bạn đang tìm kiếm một thứ có thể cạnh tranh với những chiếc SUV chạy xăng với cùng mức giá, và e-tron thì có. Nó có nhiều không gian cho hành khách và hàng hóa, cộng với bộ công nghệ an toàn đầy đủ, bao gồm Audi PreSensity, phát hiện người đi bộ và có thể tự động phanh. Nó cũng đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro. Mặc dù đó là một hệ thống vượt địa hình, có nghĩa là không có kết nối giữa trục trước và cầu sau.
Mỗi bộ bánh xe có động cơ riêng, một ở bánh trước và một ở phía sau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.